Lô lô chào anh em nhé, chào mừng anh em cùng bác trở lại với cái channel mình ngày hôm nay là lần thích gọi tay rượu đến em ơi. Chương một cờ cầu chất lại cho anh em tại con game thiên đường cho chơi anh em nhé. Anh em thấy này khác biệt gì không? Này bọn em thấy 4 tua không? 94M anh em ạ, khá là to. Đấy, cả ngày hôm nay vào cầu 4 lần lên được 94M từ 30M anh em nhé. Rồi cái đầu tiên thì cứ đánh nhẹ nhàng anh em, bắt quả cầu 1-1 tí cái xỉu đây. Vừa vào cầu soi cầu chốt lại, vừa chia sẻ cho anh em mấy cái kinh nghiệm kiến thức gõ cầu này, giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lại cao tại cổng game TDTC thiên đường trò chơi không nha. Xíu 1M tay cho anh em một tay đây, một tay xíu nhẹ và bằng xanh thì là cái tài cho anh em đây nhá. Vừa xoay vừa gõ cầu chốt lại anh em tí đi, bằng xanh cái tài tí 53 ra 6 anh em ạ, 53 ra 6 cho anh em một tí đây, bằng xanh bằng đỏ đi, 2112 à. Cái này xíu tiếp chân một tay nhá, xỉu tiếp một tay anh em cái đi anh em nhá. Rồi cầu này cho anh em 4 xỉu, xỉu 4M này, xỉu 4M tí cho anh em. Vừa gõ vừa soi, vừa vào cầu chút lại thôi, băng xanh đi cái xỉu anh em ơi. Đấy, cầu rất siêu đẹp này thì bể luôn anh em, vào cầu 2112 thôi, đánh luôn quả cầu này. Tỷ lệ cầu này xuất hiện tại cổng game TDTC cũng gọi là cao. Cứ nhớ những cái khung cầu này theo cầu đều tay chút lại chỉ là vấn đề thời gian thôi anh em ạ. Soi cầu chút lại không khó anh em nhá, biết cách thì chút lại chỉ là vấn đề thời gian cho anh em mà con bác mình thôi. Vài tay cầu trúng tỉnh xương xương cho anh em ở đây. Bàn đỏ cả băng xanh, bàn đỏ xem từ có xỉu không đây anh em ạ. Có xỉu là cái tiền anh em tí nhiều nhá, xỉu tay mấy đây. 4M, ui 1, 2, 3, 4, trúng xỉu đẹp luôn một tay nhá. Trúng xỉu đẹp cho anh em một tay ở đây. Bàn xanh thì cũng là xỉu luôn mà là cái xỉu 5M anh em ạ. Vừa đánh vừa xoay, vừa gỡ cầu chốt lại, chia sẻ cho anh em một tí kinh nghiệm kiến thức vào cầu chuẩn giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lại cao ở đây thôi. Thắc mắc vấn đề gì đấy anh em cũng chưa biết, cả chưa rõ thì cứ comment hết vào đây mong nhá. Hết video này tôi xỉu cái 5M có không anh em? Trống nào? 156 ra 2 cái tài mất. Bàn đỏ này giơ vào trúng thông nha, 94 lên 100M rồi, đang dương 6M cho anh em này. Tiếp tục bàn đỏ đến xỉu bệt luôn anh em tay 3 đi. Xỉu bệt em tay 3 ở đây, đánh 3 xỉu này. Bàn xanh gãy với tài tí 2, cầu này tài đi 2 tay dễ gãy à. Bẻ luôn mấy cái xỉu bằng xanh nhá. Cầu này mình cứ áp dụng mẹo soi cầu tiêu phiên là xử lý được hết nha em. Cứ áp dụng cái mẹo soi cầu tiêu phiên là mình xử lý được hết, mấy quả cầu này đơn giản quá thôi. Không khó khăn với anh em mình mấy ấy. Cứ áp dụng đúng mẹo, đúng cầu, đúng cái cách soi cầu tiêu phiên là chốt lại được ngay cho anh em thôi. Việc gì khó thì có mình lo cho anh em đúng không ạ? Soi cầu chỉ là vấn đề thời gian thôi anh em ơi. Rồi. Tiếp tục anh em bằng đỏ cái xỉu nào, mở bác trước bằng đỏ anh em tí nhá. Xem chuẩn xỉu không đây. Rồi 13 sai 2 uy tín luôn, 123 quá nhỏ cho con xỉu xấu anh em ạ. Bàn xanh tí nào, hôm nay mục tiêu phải là cái lãi 100 mấy M anh em. 494M rồi, phải lên được cái lãi 100 mấy M cho anh em ở đây đúng không? Càng to càng tốt thôi, mục tiêu mình vẫn là cái lãi trong khoảng từ 15 đến 20. Nếu mà được cầu đẹp được ok thì có thể chốt luôn lại to 20-30M là vấn đề, là chuyện bình thường thôi. Tùy cầu mà, cầu đẹp chốt lại to. Rồi bằng xanh xỉu không? Xỉu 4 nào. Trống nào? 3 3 3 xa 3 3 xa 3. Bảo 9 luôn em ạ. Ngay bảo 3 con 3 ra ngay xỉu 9 đẹp cho anh em này. Rồi bàn đỏ xỉu 3 tay à, đánh luôn xỉu 4 tay đi. Đằng trước có cái xỉu 4 tay, đánh luôn cái xỉu 4 tay thôi. Xỉu 7 mà 5 7 ra 6 thì khả năng còn xỉu nhỏ nữa anh em. Cái này xỉu này đánh lại cái tài cho anh em này, đánh lại tài một là cầu 212. Mong là có cầu 212 ở đây để mình theo. 212 mà về đẹp một cái ha, là dễ chốt lại lắm anh em ơi. Cứ đều tay như thế mình chốt lại với nhau thôi, vừa đánh vừa xoay vừa gỡ cầu chốt lại cho anh em một con bác tí nhá. Ok anh em, bàn đỏ tí anh em cái xỉu nào, xem tự là cầu trúng xỉu hay không đây. Tay 3 41 ra 41 ra 6 rồi gãy tài mất rồi. À không được, nói chung chơi game cả thắng cả thua đúng không? Thua cái này thì gỡ cái khác cho anh em thôi, có gì đâu mà phải follow anh em. Thua cái này gỡ cái khác cho anh em thôi nhá anh em ơi, không phải follow anh em. Tiếp tục cái tài bằng xanh cho anh em ở đây. Xem thử cầu này cái chủng tài không đây anh em ạ. Chủng tài cái tiền anh em ngay luôn này. Tài tiếp một tay đi anh em nhá. 3 mấy đây, 33 ra, 33 ra 6 à, ok, 33 ra 6 thì có tài đẹp anh em ạ. 33 ra 6 thì cũng gọi là ok, có ngay con tài đẹp cho anh em một tay. Rồi tiếp tục bàn đỏ thì đang là cầu 3 xỉu à, 3 xỉu với lại một tài, đánh với tiếp cái tài một tay cho anh em đây nhá. Tài tiếp một tay trên vào đây đi. Rồi vừa đánh vừa soi tí anh em, bạn này cho anh em một tay tài 2 à. Con này 12211 à, tiếp cái xỉu cho anh em đi. Bằng là 11 anh em bằng xanh nhá. Cái tài bằng đỏ cái xỉu bằng xanh cho anh em, hai tay cầu như này là đủ làm anh em siêu lòng rồi. Đều tay chốt lại với nhau không khó anh em ạ. Cầu đẹp chốt lại to mà cầu xấu thì chốt lại nhỏ đúng không anh em ơi? Chủng cầu thì chốt lại chỉ là vấn đề thời gian. Anh em nhớ là xem video của mình để có thêm kiến thức, kinh nghiệm gõ cầu soi cầu nhá. Bàn đỏ chủng tài chưa anh em? Muốn có thêm kiến thức, kinh nghiệm soi cầu gõ cầu tài xỉu tại cổng game thiên đường trò chơi thì anh em chỉ cần xem hết những cái video clip trên kênh của mình để có thêm kiến thức cũng như là kinh nghiệm soi cầu gõ cầu tài xỉu chuẩn.
giúp anh em chốt lãi dễ dàng hơn tại cổng game TDTC thiên đường trò chơi thôi. Rồi cây xanh mà có xíu nữa thì chắc anh em làm vậy tầm 3 tay nữa đủ chốt lãi không ạ? 3 tay nhẹ nữa, 3 4 tay gì đấy là đủ chốt cái lãi to cho anh em rồi. Xíu mấy đây? 4 mấy? 43, 43 ra 2 đây. Lại là 234 nha. À, cầu các bạn trùng khung phết, vào cứ gì cũng 4 cái này thì là quá tuyệt vời rồi. 3 xíu ra 2 tài là đánh luôn cho anh em cái xíu T3 đi. Xíu đi một cây 2M. Nhẹ nhàng thôi. Lên lại to thì cứ nhẹ tay với em nó tí. Này vẫn 1-1 à, 1-1 3 tay rồi anh em ơi, 1-1 3 tay rồi, khả năng cầu này sẽ bẻ với T3 luôn. À, cái mẹo này cũng chia sẻ nhiều ha, cầu 1-1 T3 dễ gãy cái tay thứ 3, tay thứ 4. Tay thứ 3 bẻ trước không ra, tay thứ 4 sẽ bẻ với tay thứ 4 luôn. Cứ thế mà đều tay xuất lãi thôi, không có gì khó, chỉ sợ anh em không biết cách. Không biết cách thì xem video của tôi để có cách, có kinh nghiệm soi cầu anh em nhá. Rồi, 3-3 rồi anh em, 3-3, rồi 3-3 sang 5 thì xịt đúng một lúc luôn. Ngay vào tay 11 anh em ạ. Này xíu đẹp ra tay 11 thế đâu. Đâu lồng gà con. Tiếp tục cái xíu băng xanh tí xem bọn này trúng xíu không đây. Bàn xanh này cái xíu thì hợp lý anh em ạ. Có không anh em ơi? Có xíu hợp lý cho anh em tôi tí nào. Trống nào 53. Ui 53 xa 2. Ngay quả xíu 10 đẹp như chăn như này rồi. Tiếp tục cho anh em tay nữa đi ha. Cầu này à, xíu đi 2 tay à. Xíu đi 2 tay đánh xíu T3 luôn. Cái này bể về xíu T3 luôn cho anh em một tay nữa nhá. Rồi khả năng cao đánh luôn tay này. Nốt tay này làm thêm tay nữa lũ chốt lãi đi em ạ. À, nốt tay này chốt lãi luôn được anh em. Nốt tay này chốt luôn lại to cho anh em đi. 92M bây giờ lên bao nhiêu rồi anh em ạ? Lên 115M cho anh em 94 chứ. 94 mới lên 115 thì là dương 6. 6 cộng 15 đang dương 21M cho anh em rồi. Rồi quả khả năng quả này thắng có thua bằng cái lãi anh em ạ. Thua thì lại 21M mà thắng thì lại cho anh em 29-30M là ít đấy. Kiểu gì cũng lãi rồi nên là tâm lý thoải mái, chơi game thoải mái hơn. Ok cho anh em. Rồi xíu nhẹ em tí đây nhá. Quả này cầu trúng đẹp không anh em ạ? Ok cho anh em rồi xem xỉu tí anh em nhá. Mở nhẹ bác anh em tí nào, xỉu mấy đây? 6. Ui đặc xỉu ra tài 18 anh em tôi toàn. Ơi 94M lên 115M chút nhẹ cái lại 21M cho anh em như này thôi nhá. Này quả là chốt lại thành công. Anh em xem video mình thấy hay nhớ like, team subscribe đăng ký kênh ủng hộ tôi tí anh em ạ. Còn bây giờ thì kết thúc video ở đây ha. Bye bye, hẹn gặp lại những video ngày hôm sau. Bye anh em nhá.